Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho tiếp Minecraft vua hải tặc. Và hôm nay là một ngày đặc biệt ha, cũng như là ngày cuối cùng trong cái hành trình trở thành vua hải tặc của mình. Thế nên là mình sẽ cố gắng ăn thật là nhiều trái quỷ mà mình chưa có ăn qua nè. Đầu tiên phải nhắc đến đó chính là trái Pika mà mình mới mở được luôn. Đây là một trái quỷ của một vị đô đốc hải quân rất là mạnh, đó chính là Kizaru ha. Và sau khi ăn trái này thì nghe đồn là mình sẽ trở thành người ánh sáng đó. Nghe hấp dẫn ha. Được, đây là trái đầu tiên mình sẽ ăn trong ngày hôm nay nè. Hy vọng là sau khi ăn trái này thì chúng ta sẽ có tốc độ kiểu như là ánh sáng luôn, để có thể nhanh chóng áp sát được những con thuyền và kiểu như là chinh phục ha. Kỹ năng thì trái quỷ này cho mình 6 kỹ năng. Với kỹ năng đầu tiên là tốc biến luôn nè, cho mình dịch chuyển tức thời tới một cái nơi nào đó ha. Và cái cách dùng của nó thì mình thấy nó cứ na ná cái trái của Enel á. Cách dùng Iran luôn. Hồi chiêu thì cũng nhanh nữa. Chắc là đây là kỹ năng chính để giúp mình có thể áp sát được những cái con thuyền nè. Được nha, được nha. Mới vô là thấy có kỹ năng hợp lý rồi đó. Còn kỹ năng thứ hai là sao? Kỹ năng thứ hai là mình sẽ kỹ năng thứ hai là mình sẽ bắn ra rất là nhiều cái tia sáng luôn. Wow, kỹ năng này cũng có thể gây được sát thương diện rộng nha. Ui, và nó có thể phát nổ nhá. Trời trời, nguy hiểm, nguy hiểm. Còn kỹ năng thứ ba là tạo ra một cái kiếm ánh sáng. Wow, được quá ta. Được. Bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường để đi khám phá và sẵn tiện test cái năng lực của trái Pika này cho nó dễ ha. Chứ bây giờ mình test không thì cũng hơi khó. Rồi, đi thôi. Cho đường đi thì mình vô tình phát hiện ở đây nó có một cái công trình rất là đồ sộ luôn nè. Nhìn rất là quen, hình như mình khám phá công trình này một lần rồi. Được quá ta. Giờ mình sẽ test sức mạnh của thanh kiếm ánh sáng coi. Ui, sao mạnh vậy? Ui, cái kiếm này tới 15 sát thương lận. Bảo sao, cực kỳ khỏe luôn. Được nha, bây giờ với năng lực của trái Pika thì mình có thể tốc biến tới bất kỳ cái nơi nào mà mình nhắm tới á. Rất là hay luôn. Ôi, trời, cái con Ravenger này á, mình chặt một nhát là có thể kích liễu luôn cơ. Ghê thiệt chứ. Cái đó là chưa bật Haki bọc vô kiếm á nha. Bây giờ mình bật Haki bọc vô kiếm thì sẽ như thế nào đây? Một nhát là một con. Quá ghê gớm luôn. Đây chính là sức mạnh của trái Pika ha. Rồi, giờ thử cái sức mạnh của chùm tia coi. Nãy giờ mình chưa test cái chùm tia nè. Ôi, lộn skill. Ouch. Mình test lộn skill rồi. Hình như mình test nhầm cái kỹ năng tạo ra quả cầu ánh sáng thì phải. Và cái vụ nổ từ cái chùm tia ánh sáng thì cũng không quá to ha. Và sát thương thì mình thấy nó cũng ở mức tương đối thôi, chứ không có quá mạnh. Rồi, và đây là kỹ năng thứ tư nè. Kiểu như mình sẽ chưởng ra một cái chùm tia ánh sáng. Một cái quả cầu chứ. Cũng rất là mạnh ha. Trái Pika còn có kỹ năng gây mù nữa nha. Kích hoạt thôi. Rồi. Đó. Bây giờ bọn chúng đã bị mù lò, nhưng mà thời gian mù lò thì không quá lâu đâu. Có một lúc à. Mình nghĩ với sức mạnh của trái Pika này chủ yếu nó nằm ở cái khả năng di chuyển kiểu thoải mái á. Mình có thể tốc biến rất là dữ á, mà thời gian hồi chiêu thì cực kỳ nhanh luôn. Đây, mình tốc biến lên mái nhà nè. Đấy. Mình nhắm tới hướng đầu nào là nó tốc biến tới hướng đó liền luôn. Qua bên kia. Đó. Trở lại bên kia nào. Rất là thoải mái luôn. Đây chính là cái năng lực mà mình thấy rất là phù hợp để đi khám phá luôn. Được đó nha. Được, bây giờ mình sẽ thử mở màn mình đi đi tìm một cái con tàu coi. Gần đây cái vùng biển này không biết mình khám phá chưa nữa, nhưng mà nhìn có vẻ mới. Kìa, đằng đây có con tàu, hình như là của cái băng hải tặc mà chuyên gia cầm. Nữa rồi, cái con giang hồ biển này người ta đang bơi thuyền à. Thiệt tình vô duyên thiệt chứ. Nó phóng đến ba chìm cái bè mình luôn rồi. Ủa mà sao cái thuyền này ngồi vậy? What the heck? Cái thuyền này lạ vậy? Cái thuyền mất tiêu cái đuôi rồi.
Ồ, lạ nha, lần đầu gặp cái thuyền như vậy. Để mình xuống dưới này mình coi thử coi. Ở dưới này có tên nào xuất hiện không? Ồ, cái lồng spawn trống trơ luôn. Wow. Nhưng mà vẫn có đồ bình thường nha. Ok. Vậy thì cho mình xin. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bay qua con tàu kế bên nè, con thuyền kế bên nè. Hai con thuyền luôn hả? Được. Qua đó thôi nè. Với trái bika này thì yên tâm đi, mình tốc biến cái nào là tới nơi tới đó à. Không có sợ lọt xuống nước ha. Kiểu khoảng cách không giới hạn luôn á. Ở đây thì nó có rượu. Ui nhưng mà mình nhớ cái rượu này, cái rượu này không nên uống đâu nha. Rượu đó rượu mạnh á. Uống là nó say sẩm chóng mặt buồn nôn các thứ ghê lắm. Xuống tầng dưới. À, tên này bắn cái gì? Mình là năng lực hệ Logia nên bọn chúng sẽ không bắn trúng mình đâu. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Đi về chỗ khác nha. Giỡn mặt với năng lực hệ Logia hả? Ui cái bình rượu này bự thế. Ồ chắc mình sẽ mang theo bình rượu bự đi. Xíu có gì mình còn nóc vô ha. Xịn xịn quýnh cho nó căng. Rồi. Vậy là xong con thuyền này rồi. Giờ thì qua con thuyền đó trong vòng một nốt nhạc nè. Đấy. Trái Pika đỉnh thiệt. Rất là thuận lợi trong việc đi khám phá luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tiêu diệt bọn chúng bằng chùm tia ánh sáng á. Kỹ năng này cũng có sức phá hủy tương đối cao á, nên phải thật lưu ý khi mà sử dụng á. À, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Mấy con sương này dám cưỡi cá heo hả? Ngược đãi động vật hả? Làm miếng gụ vô coi. Lặn xuống dưới mình. Mình tới công chuyện với mấy thanh niên này luôn. Uống gụ, uống vụ vô. Ôi, thôi xong rồi. Trời ơi, mình xỉn gụ, mình đánh nhầm cá heo rồi. Xù luôn, tính ra tính giải cứu cá heo rốt cuộc là thành hại cá heo luôn. Bài học rút ra đây là đã uống rượu bia thì không nên nha. Đi chiến đấu nha. Để kẻo trường hợp chiến đấu mà tiêu diệt nhầm nữa thì lại mang tiếng nữa. Lỡ rồi, phá hủy con tàu này luôn. Mình không giải cứu cho cá heo được rồi, xin lỗi cá heo nha. Ok, và như vậy thì chúng ta đã test sơ qua năng lực của trái Pika Pika Nomi rồi. Nói chung đây là một trái rất là hữu ích khi mà mình đi khám phá, giúp mình có thể tốc biến qua lại những cái con thuyền á, rất là nhanh chóng thôi. Ngoài ra thì mình còn mang theo thêm hai trái, một trái hệ Zoan và một trái hệ Paramecia trong ngày hôm nay nè. Chắc bây giờ mình sẽ test luôn hai trái này ha, tại vì mình còn rất là nhiều rương trái quỷ khác nữa, nên mình phải tranh thủ mình test lần lượt từng trái mới được. Rồi giờ thì tới trái Kachi Kachi Nomi ha. Trái này là trái có thể giúp mình làm bốc hơi hả? Ồ, chính xác rồi. Trái này có thể giúp mình làm bốc hơi cả nước ở biển luôn nè. Wow. Còn có cú đấm bốc hơi hay sao nè? Người lại đây, ta đấm người luôn. À, nè nè nè, mình làm bốc hơi nước rồi mình có thể đi xuống dưới biển luôn nè. Hay nha. Còn kỹ năng thứ hai là mình sẽ có một cú đấm với nhiệt độ cực cao ha. Còn kỹ năng thứ ba thì nó sẽ tăng cho mình một lượng giáp khi mà mình kích hoạt lên. Cũng hay, cũng hay. Nè bây giờ mình khi mà mình kích hoạt cái khả năng làm bốc hơi nước á, mình có thể đi xuống biển một một lúc nha. Ui nhưng mà từ 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 từ. Nước nó dâng lại bây giờ á. Ui da, cẩn thận, cẩn thận. Hay ho nhờ. Ui để bây giờ mình thử mình đi khám phá thủy cung coi. Được á, mình sẽ chèo thuyền mình đi khám phá thủy cung một chuyến mới được ha. Có cái năng lực này thì ouch, ouch, cái gì đây? Láo tét hả? Đấm cái là bốc hơi liền. Giỡn mặt. Đấm cái là bốc hơi nha. Đây đây, láo tét chứ gì. Cú đấm bốc hơi. Bốc hơi đi. Ui, tên này trâu vậy. Ouch. Trời trời, trâu vậy. Ui. Ui, xíu nữa là hắn đoạt mạng mình rồi. Nguy hiểm vậy. Rồi, để mình thử coi coi với tốc độ hiện tại mình có thể đi tới cái chỗ thi cùng đó hay không nha. Rồi, chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Kịp không, kịp không, kịp không. Kịp không, kịp không. Không kịp rồi. Và vừa rồi, đó chính là năng lực của trái ác quỷ Kachi Kachinomi ha. Cũng khá là hay ho vì nó có thể giúp mình làm bốc hơi nước và thuận tiện trong cái việc đi khám phá qua những cái chỗ mà mình khó vượt qua hơn. Còn bây giờ thì mình vẫn còn trái quỷ hệ Zoan cổ xưa nè.
Đó chính là trái Rhizomyia model Brachiosaurus. Để xem sau khi ăn trái này thì mình sẽ biến thành loài khủng long gì nha. Để coi nào. Oh, đây hình như là khủng long cổ dài hay gì nè. Oh, đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ di chuyển khá là chậm chạp nha. Loài khủng long này di chuyển không nhanh cho lắm. Chạy đi đâu, lộc khủng long tới đây. Mình sẽ tấn công bọn chúng coi. Wow, còn có kỹ năng nhảy lên và gây động đất cơ. Hay quá. Được nha. Còn đây là dạng... Ủa, cái dạng gì mà nhìn buồn cười vậy? Đây là dạng thứ hai của cái trái quỷ Joan Rio này ha. Nhìn cũng khá là buồn cười đó. Dạng này thì mình có thể sử dụng kỹ năng kiểu như là nắm lấy cái địch ha. Kỹ năng này sẽ gây sát thương theo thời gian á. Kiểu như mỗi lần nắm thì mình sẽ gây được một lượng sát thương nhỏ thôi. Đó. Không nhỏ đâu. Có thể kết liễu được một cái địch yếu yếu đấy. Được. Và bất kỳ ở dạng khủng long 4 chân hay khủng long 2 chân thì mình đều có thể sử dụng kỹ năng nhảy lên và gây chấn động. Ha. Cũng hay ho. Nhưng mà chắc mình sẽ ưu tiên ở cái dạng này hơn. Vì cái dạng này mình di chuyển nó có vẻ nhanh hơn là dạng trước nè. Wow. Giờ mình sẽ thử kết hợp ghép bô với kỹ năng thứ 3 của mình coi. Cái vụ động đất nó tạo ra cũng vậy à. Phải chi gần đây có con thuyền hải quân nào để mình test sức mạnh thì hay ha. Chắc bây giờ mình ra khơi xíu đi. Mình sẽ dùng trái Zoan này để chúng ta đánh chiếm một cái tàu hải quân xem như thế nào ha. Mình nghĩ cũng khá là thú vị đó. Sao mà đỡ được. Khủng long. Ui, khủng long ăn cà rốt nè. Wow, khủng long ăn cà rốt vàng nha. Xịn sò chưa. Chưa, mình thấy từ xa có mấy cái con. Con cá vô duyên rồi. Chưa, lấy đạn ra mới được. Nó mà thấy mình là tới công chuyện nữa. Lên đạn sẵn rồi, nó mà lại đây là mình bắn nó liền á. Ui, nó lợi thiệt. Đi ra. Cái con cá vô duyên. Vừa mới nói là nó lợi liền á. Rồi, ở đây nó có một cái thuyền nè. Để mình coi. À, định mê hoặc chứ gì. Ui dài ơi, sao mà mê hoặc được khủng long. Nè, tiên cá da mạo này. Mê hoặc nhầm người rồi. Nghĩ sao vậy? Lộc khủng long là không có dễ bị mê hoặc đâu. Ui, tính ra hệ Joan cổ xưa cũng hay ở một chỗ là mình có thể miễn nhiễm với khả năng mê hoặc của mấy mụ Medusa nha. Ủa, mấy mụ nàng tiên cá giả mạo nha. Hay ghê luôn. Hợp lý. Nhưng mà cái trái này thì nó có một cái nhược điểm là nó không hề có kỹ năng tấn công tầm xa ấy. Nên là gặp mấy đối thủ ở xa thì mình khá là bất lực luôn. Rồi, nãy giờ thì chúng ta đã test sơ qua được những trái quỷ mà mình còn sót lại trong cái rừng ở nhà của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ tới cái chuyện một là mở rương trái ác quỷ tiếp nha. Bữa nay thì mình có tới tận là 5 cái rương gỗ lận nên mình tha hồ mà mở thôi. Định đi săn mình hả? Thì ra các ngươi chọn cái chết. Ui. Tính ra cái sức tấn công của trái này không được mạnh cho lắm luôn á. Hồi nãy thì mình có thử đánh cái tên đội trưởng hải quân á. Một skill không hề hạ gục được tên đội trưởng hải quân luôn. Vậy là trái Brachiosaurus này là không được mạnh cho lắm rồi. Ok, bây giờ thì không sao. Mình sẽ tìm thêm một cái trái quỷ mới. Biết đâu trái quỷ tiếp theo mình mở ra được thì nó lại có sức mạnh tốt hơn thì sao. Được, giờ thì mở nào. Ủa? Nữa hả? Sao cái gà mình mở gương rổ nó, gỗ nó cứ bị lắc hoài vậy ta? Ồ, và cái rương gỗ nó cho mình trái Hito Model Daibushu. Ui, đây là trái Joan cậu. Thần thoại luôn nè. Trời. Nhân phẩm rồi. Một trái quỷ xịn. Được, bỏ vô một góc liền á. Mình còn thêm 4 cái rương nữa, để bây giờ mình sẽ tranh thủ mình mở nốt 4 cái rương luôn. Mở hết rương gỗ đây rồi chúng ta mới chuyển sang mở những cái rương bằng
bằng sắt cũng như là bằng vàng sao ha. Nữa nè. Ồ. Mỗi lần mở gương gõ là nó cứ bị lắc như vậy thôi. Oh man. Lắc hết 4 cái rương rồi. Rồi luôn, bị trùng luôn chứ. Xu vậy. Ồ. Nhưng mà nó có thêm 3 trái khác hoàn toàn mới nè. Ồ. Lần lượt là Hito Hito Nomi. Ồ, đây là trái của Chopper ăn nè. Trái Chiyu thì mình đã mở rồi, để trong nhà, để ở rương ở nhà rồi. Còn trái Netsu, Netsu Nomi thì trái mới. Kage, Kage Nomi cũng trái mới luôn. Wow, vậy cũng được thêm 2 trái mới chứ bộ. Cũng ok. Tạm thời mình sẽ tiếp tục là cất vô cái ba lô chứa trái quỷ của mình ha. Rồi, giờ thì tới rương... À thôi, hay là giờ mình test trái quỷ trước đi, rồi chúng ta mới mở tiếp ha. Kiểu như test tới đâu thì mình mở tới đó vậy. À, cũng được, cũng được. Bắt đầu là trái Hito, Hito Nomi Model Daibushu trước đi ha. Trời, đây là trái Johan thần thoại đầu tiên mà mình sở hữu á. Nên hy vọng nó sẽ cho mình một sức mạnh tốt tốt một xíu ha. Ồ, trái này thì chỉ có đúng 2 kỹ năng duy nhất thôi. Ui. Trời. Kỹ năng đầu tiên là biến mình thành Phật vàng nè. Biến thành một cái tượng Phật vàng. Wow, tăng sức mạnh và khả năng phòng ngự. Nhưng mà mình không có khả năng bay nha, Phật không có bay được. Oh man. Tầm đánh có tăng không? Có tăng tầm đánh nha. Được, được, được. Nhưng mà hình dạng này thì nhìn mình hơi bụng bự một xíu. Kỹ năng thứ hai. Trời. Kỹ năng thứ hai là mình có thể đấm một cú đấm cực mạnh luôn. Ui. Và cái hình dạng Phật vàng này thì mình có thể duy trì hoài hoài luôn hay sao nè. Không, không có bị mất luôn á. Nó không có thời gian. Wow. Không giới hạn thời gian luôn á. Đỉnh vậy. Wow. Cái này mình nghĩ là nó sẽ rất là hữu ích trong việc chiến đấu đây. Được á, phải tìm liền một con tàu để chúng ta test mới được. Đâu rồi, đâu rồi. Đây có một con thuyền nè. Ok, thuyền bé thôi, nhưng mà chắc đủ để mình test mà. Lọc Phật vàng đi bè nè. Nhìn tiếu thiệt sự luôn á. Rồi, giờ mình sẽ thử đấm cái con thuyền này coi coi có phá hủy được trong một nốt nhạc hay không. Ồ, cũng được. Tính ra cái khả năng công phá của cái kỹ năng thứ hai này cũng rất là tốt nha. Được thiệt sự. Wow, mình cũng đánh giá cao cái trái quỷ này á. Đơn giản nhưng mà hiệu quả này. Chỉ có điều là nó không có kỹ năng. Ủa? What? Ôi, nãy giờ mình hiểu nhầm cái công dụng rồi. Thì ra cái kỹ năng thứ hai này có thể tấn công tầm xa được. Này, tấn công tầm xa khá là tốt luôn đó chứ. Wow. Trái này khá là ok nha. Chỉ tiếc là nó không có kỹ năng để giúp mình di chuyển nó nhanh hơn thôi. Ở cái dạng này di chuyển khá là chậm luôn á. Mình phải có ghép bô thì mình mới di chuyển nhanh được á. Ok. Hiểu vấn đề luôn. Chưa gì là test được một trái cũng rất ok là rồi ha. Giờ thì mình còn thêm 2 trái nữa. Chưa biết sức mạnh như thế nào nè. Đó chính là trái Netsu, Netsu Nomi. Rồi. Test trước trái Netsu đi một tí. Rồi tới lượt trái Kage, Kage Nomi ha. Đừng có bắn nữa nào để người ta ăn trái quỷ cái nào. Rồi mình đã ăn trái Netsu xong rồi. Và trái này sẽ biến mình... Ui sao người mình nóng lên hay sao vậy? Ồ. Kỹ năng đầu tiên sẽ cường hóa mình lên nha. Cho mình thêm sức tấn công nè. Và cơ thể của mình cũng kiểu như nóng bỏng hơn. Wow wow wow. Được quá ta. Để coi coi cơ thể nóng bỏng này. Ui mạnh thiệt. Khi mà kích hoạt cái năng này lên thì sức tấn công mình hơi bị cao luôn. Tốc độ cũng tăng nữa nè. Được nha. Rồi kỹ năng thứ hai thì sao? Oh. Kỹ năng thứ hai có thể làm sôi cả nước cơ. Và những cái địch xuống nước sẽ bị dính một lượng sát thương rất là lớn luôn. Theo như nó hướng dẫn là vậy, để mình thử coi.
Nè, chính xác rồi nè, mình làm sôi nước rồi nè. Ui, cá chết hết rồi, tên này đi xuống nước cũng ngụm củ tỏi luôn. Trời ơi. Như vậy, đây chính là kỹ năng khắc tinh của mấy cái con cá vô duyên ở dưới biển nè. Giờ ngươi thử ngươi nhảy xuống nước đi, tới số ngươi liền á. Ngon, ngươi nhảy xuống nước đi. Tên điên này rén. Ừ, ngươi nhảy xuống nước đi, tới số ngươi rồi. Nhảy xuống nước đi. Sợ, hắn sợ. Rồi. Tới công chuyện rồi. Mình sẽ nung sôi nước lên nha. Đó. Các bạn để ý là mặt nước đang sôi và có những cái bong bóng kìa. Đấy, trái này cũng ghê phết. Wow, hồi nãy thì mình test một trái có khả năng làm bốc hơi nước. Bây giờ thì tới một trái ác quỷ có thể làm sôi cả nước cơ. Ghê đó. Còn kỹ năng thứ ba thì mình sẽ bắn ra một cái chùm tia gì đấy. Ừ, có thể phát nổ và đốt cháy cái địch luôn. À, đây là kỹ năng tấn công tầm xa nè. Nhưng mà cái khoảng cách của nó không được xa cho lắm nha. Đây, đây gần hơn rồi nè. Ui, nhưng mà khó trúng quá. Lại coi. Ui, cái phạm vi ảnh hưởng của cái skill này to lắm luôn á. Skill thứ hai của mình ấy. Nó đun sôi nước từ tít đằng kia qua tới bên đây luôn mà. Ghê thiệt nha. Và kỹ năng cuối cùng của trái Nature Nature Nome này. À, vẫn là cường hóa cú đấm á. Và cú đấm này sẽ có sát thương cao nhất luôn. Và đó chính là sức mạnh của trái Netsu. Trái quỷ có thể đun sôi được cả nước biển cơ. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ test tiếp một trái hệ Paramecia nữa, có tên là Kage, Kage no Mi ha. Xem coi trái Kage này sẽ có sức mạnh gì đây. Mình thấy nó có rất là nhiều cái kỹ năng luôn nè. Nó còn có một cái nội tại cơ, cho phép mình cắt cái bóng của cái địch luôn à. What the heck? Thiệt á. Nhưng mà mình phải có cái cây kéo cơ. Wow. Ây da, ây da, con rồng này láo thế. Ui da. Đợi một xíu tao quay lại, tao đi chế tạo cây kéo rồi tao quay lại tao cắt cái bóng của người. Một cây kéo thì nó... Úi. Ouch. Con rồng vô duyên này, nó phá cái bàn chế tạo của mình. Nhìn nó xíu đi, mình làm cây kéo xong mình lượm cục kẹo nó sao. Đây. Nữa. Con rồng chết tiệt. Mình sẽ tấn công nó. Ui, kỹ năng đầu tiên của mình là cái gì á? Quá trời quá đất rồi. Láo tét thiệt. Rồi. Bây giờ mình coi mình cắt cái bóng nó được không? Ô, mình cắt bóng được rồi nè. Mình cắt được cái bóng của con rồng ơi. Không biết có công dụng gì không nhờ. Ờ, không biết cắt bóng có công dụng gì không nữa. Nhưng mà kỹ năng đầu tiên mình test là nó sẽ tạo ra giống như là một cái bóng gì đó. Ghê quá à. Thử tấn công kỹ năng thứ hai coi. À, kỹ năng thứ hai là mình sẽ hoán đổi vị trí với cái bóng của mình nha. Mình biết sao nãy giờ mình bị đánh quá trời rồi. Thì ra là hai con rồng tấn công mình một lượt. Mình chưa test hết kỹ năng của trái quỷ này nữa. À, đây rồi, kỹ năng thứ ba là mình sẽ bắn ra những cái con dơi bóng á. Này, một con nè. Con nào nữa? Con nào nữa? Bước vô đây. Bước vô đây. Mình lấy cây Bicento này mình xử lý liền. Lao tuyệt. Rồi, giờ thì trở lại với việc test trái quỷ này được rồi đó. Kỹ năng thứ nhất là mình sẽ tạo ra một cái bóng á. Rồi, kỹ năng thứ hai là dịch chuyển là chọn cái bóng đó. Phán đổi vị trí là với nhau. Tôi kiểu vậy. Wow, kỹ năng thứ ba là bắn ra những con dơi. Còn kỹ năng thứ tư là... cũng là con dơi nữa nhưng mà sẽ khóa cái địch trong cái hộp bóng tối ha. Wow. Cũng ok la. Kỹ năng thứ năm của nó là tạo ra một cái cột đen gì đó. Kiểu như cái cột bóng tối từ dưới lên trên á. Và gây được sát thương luôn nha. Đâu mình thử với tên đó coi. Đó. Ghê. Còn kỹ năng tiếp theo nữa là gì đây? Mình cần những cái shadow. À, những cái bóng. Ôi, mình hiểu rồi. Tức là bây giờ mình cắt cái bóng của mấy tên này để mình làm cái đoạn tấn công của mình mạnh lên. Ôi da. Ra một cái bóng đó nè. Còn kỹ năng tiếp theo nè. Ui, kỹ năng gì mà vận sức thấy ghê hả?
tạo ra những cái tạo ra những cái đội quân ác mộng. Đây là đệ của mình á. Đi theo ta. Kỹ năng có thể tạo ra đàn em luôn, ghê thiệt. Nhưng mà có thời gian hiệu lực không vậy? Wow, hay thiệt. Cái này nó có thể tạo ra và mấy cái tên này có thể tồn tại mãi mãi luôn hay sao nè. Tạo thêm coi. Ghê. Được, bây giờ mình có cả đống đàn em đi theo luôn. Hay nha. Còn kỹ năng cuối cùng. Kỹ năng cuối cùng là mình sẽ nuốt những cái bóng để mình tăng kích thước của mình lên. Trời đất, mình mới ăn có vài cái bóng nên mình chưa có to lắm. Để bây giờ khi mà mình ăn nhiều cái bóng hơn thì mình sẽ tăng kích thước như thế nào đây? Đó, kích thước mình đang tăng từ từ lên kìa. Chu cho. Nó đang ăn những cái bóng nè. Rồi mình đang to dần lên. Ủa hết rồi. Ủa sao có chút xíu vậy? À và nó chỉ tồn tại được một lúc thôi à. Tức là trong lúc mình tăng kích thước thì mình sẽ đồng thời tăng sức mạnh lên. Rồi khi hết hiệu lực thì mình sẽ trở lại kích thước ban đầu ha. Chứ không phải là kiểu mình tăng kích thước mãi mãi đâu. Ok. Hồi nãy giờ mình thấy hay nhất là kỹ năng thứ 8 nè. Ủa thứ 7 chứ. Nó sẽ giúp mình tạo ra những cái đàn em. Đó, và bây giờ mình sẽ kêu những cái đàn em của mình đi theo ha. Cái này là mình có thể giống như là có được một cái băng hải tặc riêng cho mình á. Rồi, mình cho coi đàn em mình đã quýnh tên đội trưởng hải quân kìa. Quýnh hắn đúng rồi. 500 anh em. Súp hắn. quýnh tên đội trưởng hải quân đó xuống biển luôn nè. Đúng rồi, đánh hắn đi. Đó, đúng rồi. Mình đứng ở giữa thôi, cho đàn em mình đánh thôi á. Mình có đệ mà, để đệ mình xử được rồi. Nói chung thì trái quỷ này xoay quanh cái việc sử dụng sức mạnh của bóng, cái bóng á. Wow, cũng căng phết. Thôi đủ rồi. Nhưng mà nói chung thì sức tấn công của những cái binh lính mà mình tạo ra thì không có quá cao đâu. Nếu không muốn nói là rất là yếu ha. Cái gì cũng phải tới lượt mình ra tay hết á. Ủa dạ, nhưng mà mình cũng bị lắc rồi. Tạo ra mấy cái binh lính này lắc quá. Và nãy giờ thì mình đã test sơ qua được những cái trái quỷ mở ra từ cái rương gỗ rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở tiếp những cái rương sắt ha. Đây là rương có cấp độ cao hơn. Hy vọng là những trái quỷ nó cho mình sẽ là những trái hay ho hơn ha. Giờ thì mở thôi nào. Lần này thì cho mình trái ác quỷ. Vẫn là Paramecia có tên là Yomi no Mi. Ok. Một tí thì mình sẽ test sức mạnh của trái Yomi này ha. Bây giờ thì mình sẽ mở tới rương vàng nè. Mong là cái rương vàng này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nó cho mình trái Suan cổ xưa tiếp. Lại là trái Ryo no Mi. Nhưng mà lần này là model Pteranodon. Một loài khủng long nữa chăng. Được á. Rồi và mình vẫn còn một cái rương vàng cuối cùng nè. Hy vọng là nó sẽ thật là xịn nha. Ủa, thanh niên nào tấn công mình vậy? Con này láo tét. Thì ra người chọn cái chết. Trời đất ơi, chưa kịp mở rương nữa là bị ám sát rồi. Phải tiêu diệt mấy con này lẹ thôi. Nguy hiểm quá đi. Rồi, trở lại nè. Mở luôn cái rương vàng cuối cùng. Và nó cho mình trái Zoan cổ xưa. Ủa, Zoan thần thoại. Đó chính là trái Tori no Mi. Model Phượng Hoàng. Đây là trái của Phượng Hoàng Marco nè. Trời, đã vậy. Rương vàng có khác. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test lần lượt từ trái Yomi này trước đi ha. Để xem trái Yomi này sẽ cho mình năng lực gì nào. Nhớ rồi. Đây là trái quỷ của Brook, thành viên trong băng hải tặc mũ rơm nè. Nhưng mà để kích hoạt được trái quỷ này thì mình cần phải quyên sinh trước cái đã. Cởi giáp ra. Rồi đó, mình sẽ cho mấy thanh niên đội trưởng hải quân này đánh mình trước một mạng đi. Chấp trước một mạng luôn á.
mình sẽ không chống cự đâu, để cho mình ngõm củ tỏi. Và sau đó trái quỷ này đã được kích hoạt rồi. Mình sẽ trở thành một bộ xương á, giống như Brook vậy. Đồng thời thì trái quỷ này đã có thể sử dụng được những kỹ năng nó ok la hơn rồi. Và có một điểm hay là khi mình trở thành bộ xương giống Brook thì mình sẽ không có bị đói ha. Mình mất cái thanh đói luôn rồi cơ. Di chuyển thì nó cũng nhanh hơn nữa chứ. Ảo chưa, ảo chưa. Rồi còn những kỹ năng thì sao? Kỹ năng đầu tiên là cần phải có vũ khí thì mới dùng được. Ủa, kỹ năng đầu tiên là gì vậy? À, mình sẽ có thể chặn mọi đòn đánh luôn. Ồ. Kỹ năng đầu tiên dùng để chặn đòn. Nhưng mà mình sẽ bị bất động nha, nên không được ok la cho lắm. Rồi, và tới kỹ năng thứ ba là mình có thể bay à. Ồ. Kiểu như mình xuất hồn ra vậy á. Mình có thể bay lượn khá là tự do luôn nè. Bay xuyên lòng đất luôn. Nhưng mà khi mà đi xa quá thì mình sẽ bị dịch chuyển lại cái chỗ cái bộ xương á. Ồ, được được. Còn kỹ năng thứ hai là mình sẽ lướt tới và gây đóng băng cái địch. Nhưng mà no, ở dạng này thì mình không thể thấy được cái hình dạng kiểu như là đẹp trai được. Không, no. Giờ thì mình thành bộ xương rồi, không thấy được vẻ đẹp đâu. Chắc mình sẽ trở lại với hình dạng người thôi. Này, dạng này mới đẹp trai nè. Đó. Chủ yếu là mình muốn test tiếp những cái trái ác quỷ tiếp theo thôi á. Tại vì mình còn hai trái Zoan nữa cơ. Ủa, cái trái nãy cũng là Zoan đúng không? Ờ đúng rồi, mình còn một trái Zoan cổ xưa và một trái Zoan thần thoại. Giờ mình sẽ test Zoan cổ xưa trước đây. Và đây là sẽ cho mình thành khủng long. Khủng long bay. Ồ, đây rồi. Và mình còn có một cái nội tại gì nữa cơ. Khi mình bay ở một cái tốc độ nhất định thì mình có thể tấn công cái địch được luôn á. Ôi, ôi, ghê vậy. Cái mỏ nhọn có thể tấn công được cái địch và đẩy lùi về phía sau luôn nè. Mạnh lắm. Hay ho nha. Và vì có khả năng bay á nên mình có thể tự do. Ui. Ngoài ra thì cái mỏ này còn có thể tấn công tầm xa nữa cơ. Thấy thiệt này nè. Xiên vô mấy con này. Đó. Cái mỏ nhọn này là cũng có công dụng đó nha. Không đùa. Kỹ năng thứ ba của mình là mình sẽ bắn cái mỏ mình ra và gây được một lượng lớn sát thương, cũng như là có thể tạo ra một vụ nổ đó. Ghê đấy. Còn đây là dạng thứ hai, dạng nửa người nửa khủng long nè. Có cánh luôn nha, nhưng mà mình không bay được. Ủa, vẫn bay được. Ồ, dạng này thì bay nó dễ hơn nè. Hay hay. Trời ơi, đây là trái Zoan mà mình thấy ưng. Zoan cổ xưa mà mình ưng nhất từ trước tới giờ mình ăn luôn á. Vì nó có năng lực bay khá là hữu ích á. Rồi, và kỹ năng cuối cùng của nó là mình bắn ra những cái mảnh không khí ha, từ cái đôi cánh của mình. Nói chung thì mấy mảnh không khí này có thể phát nổ và gây được sát thương khá là lớn đấy. Ồ, hay ta, hay ta. Rồi, giờ thì vô đây và mổ mấy con này thôi. Nhưng mà mình phải bay nhanh thì mình mới gây được sát thương lớn cơ. Chứ mình bay chậm chậm thì cái mỏ mình không có đủ tốc độ để gây được sát thương đâu. Ok, giờ thì mình sẽ biến thành dạng thứ hai, nửa người nửa chim này để quẩy cho nó căng ha. Rồi, sẵn tiện lút rương luôn. Ú, rương bẻ. Lại có thêm để chúng ta, có thêm rương để chúng ta mở rồi. Quá đã luôn. Rồi, sơ qua thì chúng ta đã test xong trái ác quỷ Zoan cổ xưa rồi ha. Nói chung thì cũng rất là hay á. Và để xem coi ở dạng khủng long bay này thì mình có thể bay lên những đảo trên trời hay không. Có vẻ là được nha. Khá là hay luôn, là trái Zoan cổ xưa này có thể giúp mình bay lượn
vượt qua cái độ cao mà bình thường những cái năng lực trái quỷ khác không đạt tới được. Hay hay hay. Phải như vậy chứ. Đúng là khủng long bay có khác. Rồi, giờ thì đột nhập vô cái con thuyền này. Để chúng ta tiếp tục kiếm thêm rương nè. Nhưng mà hơi lắc nha. Bay nhanh quá hơi lắc á. Rồi, vô trong. Có rương hay không? Ồ, con thuyền này không có rương trái quỷ rồi. Ờ, và sẵn tiện trong lúc này thì mình sẽ bay lên trên cao để chúng ta ăn luôn cái trái quỷ Zoan cuối cùng mà mình có được trong ngày hôm nay ha. Đó chính là trái Zoan thần thoại của Phượng Hoàng Xanh Marco nào. Đâu rồi? Trái quỷ đó đâu rồi? Trong túi thì phải. Đây đây, Tori Tori Nomi mở đồ Phượng Hoàng nha. Ăn luôn cho nóng nào. Úi giời. Rồi, vậy là bây giờ mình đã có năng lực của Phượng Hoàng Xanh Marco rồi. Và vẫn có hai dạng thì phải. Để xem. Ồ, đây là dạng đầu tiên nè. Dạng nửa người nửa phượng hoàng á. Mình vẫn có thể bay lượn tự do luôn. Hay ghê hay ghê. Tiếp theo là dạng phượng hoàng hoàn chỉnh á. Dạng này thì có vẻ là mình sẽ dùng được nhiều kỹ năng hơn á. Ồ. Và kỹ năng đầu tiên đó chính là ngọn lửa phượng hoàng. Mình sẽ bắn ra một cái ngọn lửa màu xanh á. Và gây được rất là nhiều sát thương luôn. Wow. Kỹ năng tiếp theo. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng hồi phục. Được quá nhờ. Ngoài ra thì các năng hồi phục này còn có thể dùng trên diện rộng cơ. Sướng nha. Người được Phượng Hoàng Xanh hồi phục luôn nha. Hơi bị sướng. Nói chung thì trái Zoan của Phượng Hoàng Marco khá là thích hợp để cho mình sử dụng trong việc phiêu lưu và đi săn thêm những cái con thuyền á. Vì mình có thể tự do bay lượn và đồng thời thì có sức tấn công cũng tương đối tốt nữa. Đâu, mình sẽ test skill, hai skill cuối cùng nè. Đây, đây là một trong số đó nè. Từ trên thì mình sẽ đáp xuống á. Và gây được một lượng lớn sát thương luôn. Ồ. Hình như mình đánh bại hết bọn chúng rồi. Ồ, chính xác. Một skill duy nhất thôi là mấy tên lính là đi hết luôn rồi. Cái tên đội trưởng hải quân thì hơi trâu á. Nên mới trụ nổi nè. Nhưng mà cũng không trụ nổi lâu đâu. Mình sẽ xử hết. Láo nháo. Ồ, nhưng mà con tàu này thì hơi nghèo. Không có gì cho mình mang đi hết. Ồ. Còn thêm một skill cuối nữa. Nhưng mà skill cuối này thì mình phải ở cái dạng nửa người nửa phượng hoàng cơ. Thì mới dùng được. Đâu mình sẽ dùng thử nè. Coi 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 hoạt ảnh của nó dùng nó sẽ như thế nào đây. Oh, mình sẽ lướt về phía trước. Với một cú đá ha. Wow, cũng khá là mạnh đấy, kiểu cú đá phượng hoàng xanh vậy á. Mà khoan, từ từ. Mình đã mở khóa được cái haki xịn nhất trong thế giới vua hải tặc rồi. Đó chính là haki bá vương. Oh man. Xịn vậy. Đâu 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 đâu, để mình tìm chỗ để mình test haki bá vương coi. Ôi gần đây không có thuyền à. Đây đây đây, có thuyền rồi. Lên thuyền mà chúng ta sẽ test thử haki bá vương xem sức mạnh như thế nào. Đây đây đây. Đáp thẳng lên thuyền á. Chuẩn bị dùng haki bá vương cái nè. Ui. Ôi, khi kích hoạt là bọn chúng sẽ ngất xỉu hết nè. Sức mạnh của haki bá vương khá là hay ho á. Ôi, nhưng mà nó không đủ sức để tiêu diệt hết bọn chúng. Chỉ làm cho bọn chúng xỉu đi thôi. Ok. Cũng hay. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đạt được cái haki xịn sò đó rồi. Gặp mấy tên nào láo nháo là mình sẽ cho hắn nếm mùi haki bá vương liền. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã trải qua được rất là nhiều những cái loại năng lực trái quỷ khác nhau ha. Mạnh có nè, yếu có nè. Chỉ tiếc là mình không đủ may mắn để mình mở ra trái quỷ mà mình muốn thôi. Mình tính là những cái rương cuối cùng đó mình sẽ mở ra trái của râu đen á. Nhưng mà tiếc là mình không mở ra được, mà chỉ mở ra được trái Netsu Netsu Nomi thôi. Không sao. Nói chung thì cái hành trình trở thành vua hải tặc của mình cũng khá là thành công, khi mà cuối cùng mình cũng đã sở hữu được loại haki xịn nhất. Đó chính là haki bá vương. Có sức mạnh kinh khủng khiến cho cái địch phải khiếp sợ ha. Kể cả bé mèo cũng xỉu nè. Đấy,
mèo xỉu mà chỏng mông lên trời luôn. Rất may là trong cái hành trình này á, mình có những vị sư phụ tận tâm á, chỉ dạy cho mình rất là nhiều cái phong cách chiến đấu luôn. Từ dùng kiếm nè, từ dùng chân nè, rồi kể cả sư phụ chỉ mình dùng cú đấm nữa. Và có những vị sư phụ này mà mình có thể kiểu như nâng cấp sức mạnh tốt hơn và có được cái khả năng chinh phục những con tàu trong thoáng chốc á. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì thế giới vua hải tặc sẽ cập nhật thêm những cái bản cập nhật mới, nhất là những cái kỹ năng á, như trái Gomu thì sẽ cập nhật tên nè và thêm vào ghi năm, hy vọng là vậy ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chặng đường trở thành vua hải tặc của mình trong thời gian qua ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp trong những cái series kế của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.